Mình chơi gì hả Đốm? Hay là mình chơi đá banh đi? Mình không chơi trò này đâu, trò này của con trai mà. Vậy bạn muốn chơi gì? Mình chơi săn bắt cướp đi. Trời, trò này mà con gái đó hả? Mình làm công chúa xinh đẹp bị bắt cóc, bụng bự và Đốm đi giải cướp. Mình muốn chơi đá banh thôi. Một người muốn chơi đá banh, người muốn chơi bắt cướp, vậy thì sao? Không hay, quản tụ tì đi. Ai thắng sẽ chơi trò của người đó. Ừ, được đó. Thôi thôi, như vậy thì không có đã. Vậy chứ sao? Giờ hai bạn, ai hái được trái ổi trên cây đó trước cho mình ăn thì coi như người đó thắng. Bụng bự khôn quá hen. Được thôi, mình lấy đá ném cho lẹ. Trúng nè. Nè, trúng nè. Hả? Sao không trúng vậy nè? Được rồi, xem đây. Hãy xem đây. Hả? Chết rồi. Làm sao bây giờ? Tranh thủ ba mẹ của Đốm chưa về, trốn thôi. Vậy mình phải làm sao? Sao mà gió dữ vậy không biết? Ủa, sao cửa sổ lại mở như vậy? Ba sao vậy? Trời ơi, anh ơi, anh sao vậy? Cánh cửa nó bị hư, cho nên anh... Con xin lỗi ba. Sao con lại xin lỗi? Chính con là người làm hư cửa sổ, nhưng con lại giấu nên... Con thiệt là... Con xin lỗi ba mẹ. Con biết con làm như vậy là sai không Đốm? Dạ con. Nếu như con nói ra thì ba con đâu có té như vậy chứ. Thôi anh không sao đâu, nhưng đây là bài học cho con. Sau này nếu có làm hư đồ đạc gì, con phải nói để ba mẹ sửa, không được giấu gây nguy hại cho mình và người khác, nghe chưa? Dạ con biết lỗi rồi. Mà anh đè lên cái gì đau quá. Thì ra là trái ổi. Ta ta bụng bự ơi, mình hái được trái ổi rồi nè. Thì ra là cả ba đứa nó cùng gây nên chuyện này.